Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đại hội Đảng lần thứ 13, niềm tin kỳ vọng. Miễn giảm thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nâng mức bảo hiểm thiệt hại do xe cơ giới gây ra. Làng gốm Phù Lãng rộn ràng vào Tết. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Trước sự kiện trọng đại này, người dân bày tỏ tin tưởng Đại hội 13 sẽ thành công rực rỡ, hoạch định chiến lược phát triển cho tương lai, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn. Với 39 năm trong quân ngũ và 45 năm là đảng viên, ông Nguyễn Văn Hiệp luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho mỗi kỳ đại hội của Đảng. Ông Hiệp vui mừng trước những thành quả mà nhiệm kỳ Đại hội 12 đạt được và mong muốn Đại hội 13 sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, những định hướng tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng có thể nói là thành công nhất từ trước đến nay. Và trên cái đà này thì nhân dân rất kỳ vọng, rất mong muốn Đại hội 13 sẽ thành công rực rỡ và lựa chọn ra được các đồng chí xứng đáng, đủ tâm, đủ tầm và đặc biệt là có cái lòng yêu nước, thương dân. Đại hội Đảng lần thứ 13 diễn ra trong bối cảnh đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, với nhiều thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội 12. Đặc biệt trong năm 2020 vừa qua, Việt Nam đã vững vàng, đồng lòng vượt qua thiên tai, dịch bệnh. Đó chính là những tiền đề quan trọng để người dân cả nước tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đồng lòng hướng về Đại hội với niềm tin, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường. Cái nguyện vọng và kỳ vọng của người dân chúng tôi hết sức là mong muốn đại biểu hãy sáng suốt, tập trung, bao trọn những người đủ đức, đủ tài và thật sự là có uy tín. Đại hội lần này thì từ đây thành phố cũng rất là kỳ vọng. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới cũng sẽ có nhiều đồng chí đủ cái năng lực, phẩm chất, đạo đức và để mà có những cái xây dựng được những cái kế hoạch, những mục tiêu để góp phần xây dựng cho đất nước ngày càng văn minh, hiện đại. Những thành quả của năm 2020 và nhiệm kỳ Đại hội 12 sẽ trở thành tiền đề để Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao đến năm 2045. Đây cũng là khát vọng, là mong muốn của cán bộ, đảng viên và người dân cả nước. Chỉ mong là các vị vẫn tiếp tục để giữ gìn và đưa được đất nước mình tiếp tục bước tiến lên. Cái lịch sử của đất nước mình phải tiếp tục được nâng đỡ và phát triển. Khác với lại những cái đại hội lần trước thì lần này tôi đặc biệt kỳ vọng nhất và mong muốn nhất và thực sự là tin tưởng nhất. Cái vấn đề là tin tưởng nhất ở chỗ là để lựa chọn ra được những cái người mà xứng tầm là nơi gửi gắm niềm tin của toàn thể nhân dân. Ngày 25 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin về dư luận xã hội tháng 1. Trong đó tập trung thông tin về không khí trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt là các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Tại hội nghị, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thủ đô đã tập trung phản ánh tình hình dư luận xã hội quan tâm như các tầng lớp nhân dân kỳ vọng về Đại hội 13 của Đảng. Trong đó nhiều kỳ vọng tin tưởng đặt ra, nhưng kỳ vọng lớn nhất là về công tác nhân sự. Người dân cả nước tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn đúng, trúng và bầu được các đồng chí thực sự tiêu biểu, xứng đáng. Liên quan đến vấn đề huy động nguồn lực để ủng hộ các nguồn quỹ như ủng hộ thiên tai, bão lũ, ủng hộ cho người nghèo, tại các cơ sở đang có sự chồng chéo, vì vậy nhiều cán bộ mặt trận cơ sở đề nghị tại các quận huyện trên địa bàn thủ đô việc đứng ra vận động quyên góp nên quy về một mối.
về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp cần bám sát, bám chắc văn bản của Trung ương và thành phố để tổ chức, đảm bảo nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tổ chức hội nghị cử tri, hội nghị hiệp thương giới thiệu đại biểu. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy kết quả nhiệm kỳ trước để triển khai thành công trong nhiệm kỳ này. Cùng với đó, đội ngũ Mặt trận các cấp tiếp tục sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình trong nhân dân, đảm bảo chăm lo cho những gia đình chính sách, hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán. Hòa trong không khí chào mừng Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán sắp tới, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã thực hiện một chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Trăng đất Việt. Đó là sự kết hợp giữa loại hình rối nước, rối cạn, âm nhạc dân tộc và đặc trưng văn hóa của từng vùng miền trải dài từ Bắc tới Nam, mang đến cho khán giả những trải nghiệm đầy mới mẻ với nghệ thuật múa rối Việt. Sau 2 đêm công diễn chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, chương trình nghệ thuật Trăng đất Việt sẽ tiếp tục được Nhà hát Múa rối Việt Nam phục vụ khách du lịch trong dịp mừng xuân Tân Sửu 2021. Trăng từ miền Sơn Cước với các chàng trai, cô gái trong trang phục ấn tượng đầy màu sắc. Đến ánh trăng trải dài vùng Trung Du. Ánh trăng nhuộm sáng mảnh đất Tây Nguyên. Rồi lại dịu dàng trong từng câu hò, câu ví của mảnh đất cố đô Huế. Xuôi về phương Nam là ánh trăng ấm áp, cùng vũ điệu múa mâm vàng, múa hoa sen. Sân khấu vừa mở ra đã khiến khán giả bất ngờ vì như lạc vào một không gian phủ tràn ánh trăng cùng những vũ điệu phiêu du từ Bắc vào Nam. Nó cứ bất ngờ từ tiết mục nọ sang tiết mục kia và cảm nhận thấy nó cứ vào mà rất là hay. Và tôi cũng đã xem rất là nhiều chương trình múa rối rồi, nhưng tôi thấy cái chương trình múa rối lần này nó hoàn toàn thay đổi, khác luôn. Và giữa kết hợp giữa sân khấu và trên sân khấu và dưới nước. Và cái thú vị của Trăng đất Việt là cách đạo diễn kết hợp giữa ca múa nhạc với rối cạn, rối nước một cách hòa quyện. Thông qua hình ảnh ánh trăng, những tinh hoa văn hóa đặc trưng của các dân tộc Việt Nam được đưa lên sân khấu theo một cách đầy hấp dẫn, với lối trình diễn mới và sáng tạo. Miền núi của Bắc Bộ sang đến Bắc Bộ, rồi đến miền Trung và miền Nam, để muốn đưa khán giả được đi du lịch qua bằng nghệ thuật với những cái nét đặc sắc nhất của cái vấn đề văn hóa của từng vùng miền. Lần này là tất cả các đơn vị cùng họp nhau lại để gây nên một cái hiệu ứng nghệ thuật với cái sự sáng tạo của đoàn nhạc. Nhưng ở đây nó không tách biệt là nhạc diễn riêng, diễn viên múa rối diễn riêng, mà cùng hòa với nhau tạo thành một cái nhịp đập chung cho một cái soi dọi văn hóa Việt Nam thông qua ánh trăng. Chỉ bằng một tác phẩm nghệ thuật, khán giả đã được đi dọc Việt Nam cùng rối Việt. Đó cũng là sự nỗ lực của các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Trung ương để ca ngợi một Việt Nam yên bình và giàu bản sắc. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Bộ Tài chính vừa có thông tư hướng dẫn cụ thể mức và thời gian ưu đãi. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3. Cụ thể, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi được quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 13. Tuy nhiên, để được hưởng miễn giảm thuế, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau: được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp; doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường. Vừa qua, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức chương trình Chợ Tết Nhân Đạo, Xuân Yêu Thương, Tết Chia Sẻ cho Người Nghèo, Người Khuyết Tật của 3 xã khó khăn nhất huyện Yên Mô là xã Yên Thành, Yên Đồng và Yên Thái.
Đến với phiên chợ này, 180 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật được tặng phiếu mua hàng không đồng trị giá 500.000 đồng một phiếu. Chợ Tết nhân đạo không đồng là mô hình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Tại Ninh Bình, sau khi được tổ chức thí điểm tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô, từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chương trình sẽ được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình triển khai tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, mặt trận được xem là cầu nối để tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi động viên, chăm lo Tết cho những gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp bà con đón Tết cổ truyền đầm ấm. Ghi nhận hoạt động chăm lo Tết của Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đối với người dân trên địa bàn. Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tẹo, gia đình có truyền thống cách mạng. Sự thăm hỏi động viên từ các đoàn thể chính quyền thành phố là sự tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh mất mát của mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sĩ. Tình cảm ơn các chị vị, tình cảm gia đình nhà tôi, tình cảm ơn. Là cán bộ tiền khởi nghĩa trong kháng chiến chống Pháp từ năm 1948, vào Đảng năm 1959, ông Nguyễn Văn Thực cảm thấy sự trân trọng, tình cảm mỗi dịp Tết đến xuân về có sự thăm hỏi, động viên tinh thần đối với ông và hơn 180 gia đình chính sách trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội. Đối với những người như chúng tôi thì có tí công thôi, không có nhiều công lao lắm, nhưng mà các đồng chí đã quan tâm như thế thì như thế là tôi cũng rất là cảm động và chỉ biết rằng là động viên con cháu gương mẫu thực hiện các cái điều đối với của Đảng nhà nước. Thì đến thời điểm hiện nay thì 80% chúng tôi đã tiến hành chi trả và động viên, thì hôm nay trên thành phố cũng xuống về đối với các bác, các đồng chí thì nhân dân rất là phấn khởi, và mặt trận, hệ thống mặt trận chúng tôi cũng đang tiến hành tiếp tục để chăm lo đối với các bác, các gia đình chính sách và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những hoạt động chăm lo Tết cho những gia đình chính sách được triển khai sớm có ý nghĩa quan trọng và thiết thực, là nguồn động viên to lớn cho các gia đình được đón Tết ấm áp, nhất là trong bối cảnh đất nước trong năm 2020 đã trải qua những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ, gây thiệt hại nặng nề đến đời sống của người dân. 100% số hộ nghèo của tỉnh Yên Bái sẽ được nhận quà trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay. Đây là kế hoạch vừa được tỉnh Yên Bái thông qua, với mong muốn toàn bộ các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đều có Tết để không ai bị bỏ lại phía sau. Theo đó, năm nay, bên cạnh thăm hỏi, chúc Tết, đối tượng chính sách, người có công trong dịp Tết, thì tỉnh Yên Bái sẽ tặng quà cho gần 15.400 hộ nghèo. Mỗi hộ gia đình hộ nghèo sẽ có một suất quà được trao bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Trị giá tối thiểu là 500.000 đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí dự kiến trên 8,2 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái thực hiện tặng quà đến toàn bộ hộ nghèo trên địa bàn trong dịp Tết. Qua đó nhằm động viên, hỗ trợ kịp thời người nghèo và hộ nghèo để mọi người, mọi nhà đều có một cái Tết ấm no, hạnh phúc, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Những ngày này, người làm gốm tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đang tất bật để cho ra lò những sản phẩm độc đáo phục vụ khách hàng ngày Tết. Những ngày này, gia đình anh Nguyễn Minh Ngọc, xã Phù Lãng đang phải chạy đua với thời gian để cho ra lò những sản phẩm gốm phục vụ khách hàng ngày Tết. Nắm bắt được nhu cầu thị trường, ngoài những mặt hàng truyền thống, năm nay gia đình anh Ngọc đã sản xuất thêm nhiều dòng sản phẩm mới. Cái dịp gần Tết thì cơ sở đều phải có cái kế hoạch, cứ nghĩa là phải vạch ra để sản xuất những cái mặt hàng phục vụ cho Tết, thì cũng phải chuẩn bị trước đấy khoảng độ 3-4 tháng thì mới đủ cái sản lượng, mới cái mặt hàng đạt cái tiêu chuẩn để phục vụ hàng Tết. Đến với làng gốm Phù Lãng, ngoài việc tìm mua những sản phẩm gốm cao cấp, những năm trở lại đây, nhiều người trồng cây cảnh, bonsai cũng cất công đến tận đây để đặt hàng những chiếc bình, chiếc chậu bằng gốm để tôn thêm giá trị cho từng chậu cảnh. Quê mình gốc Vĩnh Phúc là đi buôn, thì đương nhiên rằng là cái hàng Phù Lãng này cũng có đang trong quá trình phát triển và hàng mẫu mã thì cũng đa dạng hàng hơn theo những một vài năm trước. Nghề làm gốm Phù Lãng không chỉ giúp người dân trong xã vươn lên làm giàu, có của ăn của để, mà còn tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động của nhiều địa phương. Tạo công ăn việc làm cho độ 500-700 lao động ở các địa phương khác đến đây làm.
và đạt ngày công, đảm bảo ngày công rất cao. Ngày công như bao giờ báo cáo thủ công, nếu mà ngày công thủ công bây giờ nó là khoảng chừng độ 300.000 một ngày, một công một ngày. Nếu mà cho những người mà có tay nghề cao thì những người mà trực tiếp sản xuất thì nó khoảng đến 500-700.000 một người trên một ngày. Một mùa xuân mới đang về, những người thợ làng gốm Phù Lãng vẫn đang miệt mài thổi hồn vào những sản phẩm gốm để kịp giao cho khách hàng, góp thêm không khí rộn ràng, ấm áp của mùa xuân đến với muôn nhà. Trong sản xuất nông nghiệp, việc xây dựng chuỗi liên kết bền vững từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao giá trị hàng hóa nông sản. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã chú trọng áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao vai trò của hợp tác xã, đảm bảo mối liên hệ giữa người nông dân với các đơn vị thu mua, doanh nghiệp nông sản. Dịp cận Tết, những câu chuyện về rượu giả, rượu chứa cồn methanol được truyền thông nói đến không ít. Việc tiêu thụ rượu cũng ảnh hưởng không nhỏ. Thế nhưng, tại hợp tác xã rượu Thành Nhàn ở xã Nghĩa Sơn, huyện Kim Động, những thùng hàng vẫn được đóng gói và chuẩn bị xuất ra thị trường với số lượng trung bình hơn 1 vạn lít rượu mỗi tháng tới các nhà hàng siêu thị tại thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Có được kết quả đó, hợp tác xã đã phát huy vai trò trung gian trong chuỗi giá trị, tích cực tìm kiếm đơn vị kết nối và nhất là đảm bảo cam kết các bước sản xuất, chưng cất rượu an toàn đến tay người tiêu dùng. Tôi cũng là một người nông dân, 5 lít rượu tôi cũng phải trở nên tận tô hiệu vô thời để mình bán. Dần dần tôi cũng đã hướng đến những kênh nhà hàng, thế xong hướng đến các kênh phân phối. Thì bây giờ thực sự là tôi cũng mong muốn là bây giờ mình sẽ ra được những mẫu mã và chất lượng càng vươn xa và càng rộng ra thị trường. Không riêng tại hợp tác xã rượu Thành Nhàn, việc tìm kiếm đầu ra trong tiêu thụ nông sản được các hợp tác xã trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện. Tiêu biểu như các hợp tác xã rau quả và thương mại dịch vụ Đồng Thanh, Nấm Sạch Việt Tú, hợp tác xã chăn nuôi Nguyễn Sa, hợp tác xã đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Minh Châu. Gần đây nhất, tại hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông sản huyện Kim Động phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức cũng đã thu hút hơn 100 sản phẩm nông nghiệp đến từ 29 hợp tác xã trên địa bàn và đại diện các đơn vị bao tiêu nông sản lớn của miền Bắc như siêu thị Bixi, Copmark tham gia tìm hiểu và tiến hành ký cam kết hợp tác. Nông dân là chủ thể của các chuỗi liên kết sản xuất, hợp tác xã đóng vai trò trung gian khâu tiêu thụ. Tuy nhiên, để chuỗi liên kết này hoạt động hiệu quả và đi vào thực chất thì cần có sự quan tâm sát sao của chính quyền địa phương. Trong quản lý nhà nước thì huyện sẽ là đầu mối để cho các đối tác về hợp tác trực tiếp với các hợp tác xã và các tổ hợp tác trong việc ký kết tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời huyện và các ngành chức năng của huyện sẽ tăng cường công tác giám sát việc thực hiện cam kết, đồng thời cũng giúp cho các hợp tác xã và các tổ hợp tác và cũng như là người nông dân yên tâm khi mà cung ứng và sản xuất nông sản hàng hóa để cung cấp cho các đối tác. Việc chú trọng xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Kim Động bước đầu đã phần nào giải quyết được điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa của bà con nông dân, góp phần đưa nông sản từng bước tạo được thương hiệu, chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Cục Đường sắt công bố đường dây nóng số 0865-367-565 được trực 24/24 giờ nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thông tin phản ánh về công tác phục vụ vận tải, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt dịp diễn ra Đại hội Đảng 13 và Tết Tân Sửu. Ngoài ra, Cục Đường sắt cũng công bố số điện thoại của các cán bộ phụ trách về công tác vận tải và công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Tại các tỉnh còn có các đội thanh tra an toàn đường sắt tiếp nhận thông tin, xử lý. Bộ Công an vừa có thông báo yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, chứng minh nhân dân 9 số để chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử từ ngày 22 tháng 1. Bộ cũng yêu cầu Công an các địa phương nhanh chóng xử lý, hoàn thiện, giải quyết hết hồ sơ cấp chứng minh thư nhân dân 9 số và thực hiện hoàn thiện hỗ trợ chuyển dữ liệu điện tử về Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đối với những hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân mã vạch đã thu nhận để thực hiện phê duyệt in thẻ căn cước công dân trả cho công dân. Theo báo cáo của Chính phủ, Bộ Công an dự kiến từ nay cho đến ngày 1 tháng 7 sẽ cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân.
Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe tính mạng do xe cơ giới gây ra được nâng từ 100 triệu đồng hiện nay lên 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đây là quy định được Bộ Tài chính ban hành trong thông tư số 04 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Cụ thể, tại điều 4 thông tư 4 của Bộ Tài chính đã nâng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra từ 100 triệu đồng cho một người một vụ tai nạn lên mức 150 triệu đồng. Về trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản, thông tư 04 giữ nguyên mức bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự gây ra là 50 triệu đồng cho một vụ. Đối với thiệt hại do xe ô tô, máy kéo, xe rơ móc hoặc xe semi rơ móc, mức trách nhiệm bảo hiểm là 100 triệu đồng cho một vụ tai nạn. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.